Xin chào tất cả anh em nhé. Đây là hôm nay quay cho có ông anh có cái cây này, quên tên nhỉ anh nhỉ. Ông bác này lấy cái cây này lấy từ đâu anh ơi? Anh ấy bảo lấy ở bên Thái Lan về nhưng mà quên tên. Lá nó khoảng 2 gang nhé các bác nhé. Bác nào biết thì để lại chỗ bên dưới bình luận nhé. Cây này là cây ăn quả đây. Bắt đầu có hoa này. Đây nhá, cây ăn quả nha các bác nhá. Cây này lấy về để nhân giống, anh em có nhu cầu giống thì cứ alo nhá. Đây hoa đây. Cây giống đợt anh mua bao tiền đấy? 150 một cây, một cành đúng không? 150 một cành các bác nhá. Cây này quả thì ăn nó cũng khá ngon đấy. Không biết gọi tên cây gì, anh em cho ý kiến bình luận ở dưới xem anh em nào biết tên thì đặt hộ em cái tên cây này cái nhá. Đấy, không ấn like chia sẻ cho mọi người xem đó là cây gì. Ít nữa có quả em quả nó như nào em lại quay tiếp. Các bác nhớ đăng ký kênh để xem video tiếp theo nhé. Bắt đầu có hoa, hoa nhiều lắm trông thế thôi. Đó là cây gì nữa, lá to. Lá mềm hoạt. Cây này là quanh năm mà nó không rụng lá đúng không? Thế cơ nhỉ. Đấy. Ngoài trồng có 8 tháng thôi mà cây cao khoảng 3 mét rồi. Đấy, 8 tháng thôi nha, rất nhanh.